Xin chào mọi người, mình mới vừa mua những cái tấm xà cừ hình vỏ ốc để trang trí cho móng tay, nó rất là lấp lánh và rất là đẹp. Và đây là hình mà mình mua ở trên mạng, mọi người có thể tham khảo nhé. Những cái tấm này nó khá là dày, nó hơi cứng, nó y chang như là cái vỏ của con ốc vậy đó. Nó cũng khá là nhiều màu sắc cho mình chọn lựa. Đầu tiên mình sẽ chọn một móng khá là dài. Mình sẽ bôi cái glue gel. Lý do mình bôi cái glue gel mà mình muốn cho nó dính khi mình bỏ vô trong đèn là cái miếng này nó không có bị rớt ra. Tại vì khi mà nó thô và nó dày như vậy rất là khó để giữ bám chặt. Buộc mình phải bỏ keo hoặc là bỏ cái glue gel để cho nó bám chặt vào trước. Mình sẽ gắn những cái xà cừ này lên. Những cái tấm xà cừ này nó cũng dễ vỡ cho nên mình cũng thể điều khiển được. Và đây là cái miếng kim loại ánh bạc mình muốn bỏ thêm lên để nó tăng thêm cái phần lấp lánh của cái móng tay. Khi mà bạn để cái xà cừ này lên nhiều á, khuyên bạn không nên làm ở móng tay ngắn, bởi vì nó rất là thô, nó rất là to, buộc mình phải đắp bột rất là nhiều để mà mình cover hết. Khi bạn làm móng tay cho khách, không nhất thiết bạn phải ném toàn bộ những cái gì mà bạn có thể bỏ lên móng tay của khách. Không cần như vậy, mình chỉ cần làm thoang thoảng và làm đẹp tùy vào cái bộ móng tay khách nó đi theo như thế nào. Mình chỉ làm ví dụ thôi để mọi người thấy được cái độ ánh của cái xà cừ nó lên rất là đẹp. Sau khi mình đã hơ đèn gel xong thì cái xà cừ nó đã bám rất là chặt. Mình tiến hành mình sẽ bỏ bột clear lên để phủ lại, nó không có bị gộm lên. Vì khi cái móng này nó bén y như kim loại vậy đó, mình không có cẩn thận là nó có thể làm cho tay khách bị tổn thương á, tại vì cái miếng này rất là to. Sau khi đã bỏ bột xong, mình sẽ chạy cho nó láng mịn và mình bỏ top coat nhé. Mình sẽ cắt cái công đoạn đó, mọi người sẽ nhìn thấy luôn. Sau khi mình đã sơn top coat, tiếp theo mình sẽ làm thêm những một vài chi tiết về những mẫu khác để mọi người cùng tham khảo. Đây là mẫu 1 mình vừa làm xong. Ở mẫu thứ 2 này, mình sẽ dùng glue gel, mình quẹt một đường dài xuống. Sau đó mình chọn một miếng nhỏ bé xí màu xanh để mình làm chủ đề giống như biển cả vậy đó. Mình sẽ dùng những viên đá cuội. Những viên đá cuội này mình cũng mua ở trên Amazon, mua trên mạng luôn. Vì mình thấy nó nhìn nó gần gũi với thiên nhiên. Những cái viên đá, những viên sỏi này giống như là mình tìm thấy trên cát á. Chủ đề của mình là biển cả ha. Thì mình sẽ đính xen kẽ những viên đá và những cái hạt xà cừ này đi một đường dọc với nhau. Sau đó mình sẽ cho đi hơ đèn để cho cái nó cố định. Trong khi chờ đợi đèn khô thì mình đã chuẩn bị một móng tay khác với cái nền màu xanh. Mình sẽ chọn một mẫu đá xà cừ mình đắp lên. Mình cũng dùng glue gel để mình dính lại. Nhưng mình thấy cái miếng xà cừ này nó khá là thô, mình muốn chỉnh lại cho nó hình vuông, nó tạo thành một viên đá màu vuông vắn. Thì mình đã dùng kềm mình bẻ lại, mọi người cũng nhìn thấy là nó rất là dễ điều khiển để cho cái miếng nó được vuông vắn hơn. Sau đó mình sẽ cho đi hơ đèn để cho cái miếng đá nó được, miếng xà cừ nó được dính, nó không có bị rời ra. Tiếp tục mình lấy cái ngón kia lên, mình có thể trang trí thêm những cái kim tuyến xung quanh, tạo thành một cái móng tay nó đơn giản và nó nhẹ nhàng. Không nhất thiết chúng ta phải làm quá cầu kỳ, quá đậm. Chúng ta chỉ cần làm đơn giản nhưng mà nhìn nó đẹp, nó đồng bộ với nhau. Để cái móng tay màu xanh này, cái miếng xà cừ nó được thêm phần nổi bật, thì mình sẽ dùng một loại gel. Gel này nó ánh bạc, nó ánh kim tuyến, nó rất là nổi bật. Mình sẽ viền xung quanh lại để tạo giống như một viên đá vậy đó mọi người. Vì cái miếng xà cừ này nó khá là to cho nên nó cũng hơi bị ven lên. Mình sẽ cố gắng mình viền xung quanh nó để cho nó che bớt đi những cái phần sắc bén.
Một lát nữa khi mà mình bỏ top coat, mình sẽ bỏ hai lớp top coat để nó che đi nha mọi người. Nếu một lớp thì mình vẫn thấy nó cộm và có thể làm rách da tay của khách đó. Ở ngón này mình sẽ tiến hành mình bỏ top coat, và ngón này cũng vậy. Mình sẽ nhắc lại là mình bỏ hai lớp vì cái miếng đá này nó khá là to, cái miếng xà cừ này nó khá là bự. Mọi người có thể tùy vào bộ móng tay khách yêu cầu, tùy vào chủ đề mọi người có thể làm những khác nhau. Mình xin chia sẻ là những cái tấm xà cừ này nó rất là bắt mắt, mắt thường của mình nhìn ở trong hình đẹp hơn nhìn trong camera, tại vì cái ánh nó rất là đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Chúc mọi người có một ngày làm nail thật là vui vẻ nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau. Thanks for watching.